mấy đứa cháu lên thắp nhang để từ giả ông bà cửu huyền thất tổ vô thành phố Hồ Chí Minh lại. Khỏi thôi con về nha ba, ba lại giữ gìn sức khỏe nha. Giờ đó mà có tao cho thì mới nó cho nhà cùng lại cho ba cùng tôi cùng như vậy lấy. Lấy không có lấy đâu có lấy gì nào đâu. Thêm một lá thì tôi cho ba. Con về nha ba. Con về nha. Thôi rồi đi thôi. Đi mà đi. Giờ đó cho chịu ra cho biết rồi ha. Dạ. Con về luôn nha dì ba lại giữ sức khỏe nha. Con về luôn má. Má lại giữ gìn sức khỏe nha. Về luôn chị. Hai mẹ à. Mẹ. Rồi con vô sao ơi. Rồi đúng rồi. Có mấy người rồi. Đứa nào ngồi nữa. Hết rồi. Hết chỗ. Đủ rồi, có dư con cho hai bà già luôn. Rồi, nói là nói về bà. Mày đi qua anh đây nè. Nói cho. Quánh miệng vô. Nói dư cho hai bà già lên. Dạ. Hết hết chỗ rồi. Ai đưa vô đây. Ốm quá. Tất nhiên. Con đi nha má. Con đi nha má. Đi nè coi chừng nói gì năm coi chừng đạp cơ của con. Nghe không? Đi về đạp không? Quỳnh 17.000 ký, 100 ký nó nhiêu Quỳnh tính út rồi. 100 ký chiều quậy. 100 ký chiều quậy để anh tài xế tính hả? Không buôn bán đâu còn tính được. Buôn bán nhiều khi bị rối không có tính. Còn có máy không mà. Giờ dùng máy đâu có dùng não nữa. Dùng não đang tính chị. Nhanh đi em về chị. Mười một giờ rưỡi rồi, 11:26 rồi. Để sau này nè. Hả? Anh ra đây mấy tiếng anh? 5 tiếng rưỡi. Mà anh đi đường cao tốc luôn hả? Không có dừa tao đó, tao quánh. Mày ốm quá. Đâu có nhanh được. Tao yếu ốm. Nè yếu nè, còn lại để tao cốp nè. Mấy cái màn nó bán tốc độ lên cao tốc một trời. Vậy hả? Anh có bị không? Yếu dữ chưa? Hả? Bị cái xỉu luôn à. Ờ. Không ai yếu mà tự nhiên bánh. May hơn. Ở cao tốc nó cũng bắn tốc độ nữa anh. Chúng ta chạy 80 mà chạy 85, 90 mà lận. Chúng ta lâu cũng nó mất. Tao bán một cái là không văng ra kia. Rồi. Chào Bình Thuận. Tết gặp lại. Hả? Chia tay Bình Thuận. Đang. 11:26. Giờ sao con ở với hoài? Đi. Con vô làm gì? Hả? Con vô làm gì? Đi học. Đi học hả? Rồi ai chở con đi học? Không mãi. Cho chị Phương Anh không chở. Thôi chú mãi, cho chị sợ chị Phương Anh chở té.
Chị Phương Anh chưa bớt. Vài bữa chị Phương Anh chở cho ai chở? Chị Phương Anh bớt ăn lại đi nha. Mập quá cái xương. Rồi Phương Anh Diệu Hiền, à quên, Biết Kim với Phương Anh vô phấn đấu học nha. Học được sao? Này gì bắt chị Dến à? Chị Dến là sao? Anh nhìn nhớ thằng gì? Cái Dến ấy, cái Dến anh đang muốn đấy. Rồi sao vậy? Tại sao? Là Vũ, về nói Vũ chưa? Cái Dến anh đang muốn. Trời ơi. Nó có quánh mày liền, mày lạng quạng với tao. Dẹp máy vô. Ai cái gầm máy, ta chơi đâu rồi nào? Tối ngày suốt, đêm thâu thêm chút sáng. Nói gì? Đừng có dìm hàng tôi nha. Hết con ngủ kia. Ngủ đi là biết. Ngủ đi. Chỉ cần ngủ thôi là biết rồi. Ngủ đi. Hai bảy à. Đừng lấy thịt đè người ta. Ai lấy thịt đâu? Phương Anh đè con thì con phải đè lại bên đây chứ ai ai đè ai ai biết đâu. Thì bởi tôi sợ tôi nói trước đừng có đè người ta. Trời, đè nổi không? Thay này cứ xíu qua hai, bên ai dám thịt đè. Này mà 2 tấn rồi. Ai mà chịu nổi. Đó. Đó, 1 tấn rồi đó, thấy sao? Cảm giác thế nào? Thấy nhiều đây nè. Thấy gì đó không? Đó tội. Không lo. Đứng ở ngay chân dưới gạch vàng không biết chạy đâu làm cái bên đây cũng có hai tầng dữ rồi. Con tầng dữ rồi. Này bưởi hả nha? Cái chén của tôi má má này chắc phải bữa năm rồi nè. Đây nè, đây là ví dụ cho bữa năm rau. Đó là bữa năm rồi hả? Tất nhiên. Giới thiệu sản phẩm luôn. Thì tất nhiên, tại vì hai có mẫu thiết kế bên đây chi mẫu trưng bày.